Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặt điện cực bề mặt vỏ não lập bản đồ vùng sinh động kinh cho một bệnh nhi 6 tuổi. Để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi này, các bác sĩ đã phải đặt điện cực trước 36 đến 48 tiếng để theo dõi. Tiếp đó, trải qua hơn 4 giờ phẫu thuật, tiến sĩ Lê Nam Thắng, trưởng khoa ngoại thần kinh, trung tâm thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các cộng sự, với sự hỗ trợ của 7 chuyên gia đến từ Mỹ đã loại bỏ hoàn toàn vùng tổn thương gây ra các cơn động kinh cho bệnh nhi. Để đưa kỹ thuật này về Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã có gần 2 năm chuẩn bị. Cá nhân tiến sĩ Lê Nam Thắng cùng một số bác sĩ hồi sức đã sang Mỹ học tập và nhận chuyển giao kỹ thuật này. Cuối tháng 9 này, sẽ có thêm 3 bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục đi học tập 3 tháng tại Bệnh viện Alabama, Trường Đại học Alabama, Mỹ.